Để kích cầu thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngành đường sắt sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá vé trong thời gian tới. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, hãng áp dụng chương trình khuyến mãi từ tháng 3 năm 2019 với nhiều nội dung hấp dẫn. Cụ thể, đối với tàu khách thống nhất, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên với cự ly vận chuyển từ 1.000 km được giảm giá từ 20 tới 50% giá vé. Chương trình này không áp dụng cho loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa. Doanh nghiệp cũng lưu ý, chương trình khuyến mãi trên được áp dụng trong các khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 và từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Ngoài ra, những hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 10 người trở lên được giảm giá từ 3 đến 12% giá vé. Đối với khách đoàn theo tour của các công ty du lịch được giảm từ 10 tới 40% giá vé tùy vào thời điểm đi lại trong năm. Riêng tập thể khi mua vé đi tàu từ 10 người trở lên và mua vé trước 30 ngày được giảm giá thêm 10%.